À, kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi xin review cho các bạn bản đồ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Vân Phong nha, của tỉnh Khánh Hòa đến năm 2040 và tầm nhìn đến năm 2050 nha. Đây, bản đồ nó là các bạn. Nhìn chung lại là nó rất là đẹp nha. Đó, tập trung vào cái quận này nha. Đó. Khu này chúng ta chú ý vào cái gì? Đó. Khu vực này nè, đó. Thấy không? Đây đường xá nè, đây là gì đó, để tôi mở cho bạn coi. Đây cây xanh này có không đó, chú ý tới cây xanh nha coi. Đây đây là cây xanh này đó, chú ý tới cây xanh này. Còn đây mặt nước, đây là khu du lịch, đây là khu du lịch đây, cây xanh đất rừng đây, khu du lịch nó đây, chỉ con đường này các bạn. Rồi bên đây chúng ta chú ý cái gì, nó một dải cây xanh các bạn. Đây chú ý một dải cây xanh đây này, đây một dải cây xanh đây này, đó khu sân bay đây. Rồi tôi đưa cơ bản vậy thôi nha, dùm nhỏ lại. Bây giờ mở bản đồ quy hoạch 2030 nha, bản đồ và sử dụng đất đến năm 2030 này. Đây khu này nha, đó. Thấy không, như này nè, cây xanh rất ít nha. Đó. Bây giờ tôi up bản đồ quy hoạch 2040 tầm nhìn đến 2050. Nó lên bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2030 nha. Còn có sự thay sai khác cho chỗ nào nha. Đây. Thấy không? Đây. Mặt nước này nha các bạn. Cây xanh nè, đây là cây xanh nè. Đây là đất nước cái gì đây? Cây xanh này, chú ý tới cây xanh này nghe bạn. Đó. Trước nó là đất hỗn hợp, có con đường đi ngang qua này, đó, có đường đi ngang qua đây, đó, một gạch một chấm, qua đây một gạch một chấm là gì? Đó, chúng ta coi cho kỹ nha, đây một gạch một chấm này, lá cây xanh chuyên dụng luôn nha, một gạch một chấm lá cây xanh này, còn này, đó, cây xanh này thấy không? Đó. Khu này chú ý tới cây xanh nha, nó chiếm gần hết rồi nè. Đó, cây xanh này, đây cây xanh này, thấy không? Đây cây xanh, con đường đi ngang ở đây. Đó. Chú ý đây này, đó. Đất phát triển du lịch nè các bạn, mà bảo vệ rừng nè, đó. Coi nó có gì, đó, lấn vô khúc luôn nè các bạn. Rồi, tôi qua đây đi, review nhanh các bạn. Đây, khu lấn biển chỗ này các bạn, đây, thấy nè. Đó, thấy không? Đây anh đưa cái sân bay lên chỗ này nè. Đây anh đưa sân bay lên này, lấn biển qua này nè các bạn. Rồi trong cái này chú ý tập trung bị giải cái xanh các bạn, cái giải cái xanh nha. Đó, cái xanh là thay đổi nhiều á, ảnh hưởng nhiều chúng ta đó, nhân đầu tư là ảnh hưởng cái gì nhiều cái xanh này. Đó, cái xanh này đó, đó. Nhưng bộ giải này nè, ta up lên cái xanh này nè. Đó, chính hết rồi. Đó. Những vùng mà chúng ta mua đầu tư nè. Thấy không? Chính hết. Nhà đặc biệt chỗ này nè. Đó. Đó. Còn cái này. Cái này nhiều người đầu tư mua chỗ này nè. Đây đây mua chỗ này nè. Thấy không? Mình mua giải chỗ này khác hơn. Đó. Rồi đây. Rồi cảm ơn các bạn lắng nghe. Rồi, chúc các bạn thực hành và mua bán đất thành công nha.